Rồi,今天的主题是留串钥匙给父母啊，chúng ta hãy để lại một chùm chìa khóa cho bố mẹ đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi lần lượt từng từ nhá. Ti nào,串,串 ở đây nó sẽ làm lượng từ, nó hay làm lượng từ cho những cái gì ạ? À, cho những cái gì đó mà mình theo kiểu là nó có nhiều cái ở trong một cái đấy. Ví dụ như chùm này, cái gì cả chùm. À, ví dụ như chùm chìa khóa, ý chuan yao shi đúng không? Hay thậm chí là gì ạ? Nó làm lượng từ cho chuối ạ, quả chuối ạ, xiang treo. Thì nói mình dịch là nải chuối, tức là trên cái đấy nó có rất là nhiều quả. Đấy, thì cũng không có thể dùng là cái từ chuan này được. Thậm chí là gì? Làm lượng từ cho những cái kiểu dạng que xiên thịt nướng ấy. Mình hay ăn thịt nướng mà nó kiểu que xiên xiên ấy ạ. Đấy, thì những cái đấy mình dịch là xiên hoặc là sâu. Hoặc là những cái chuỗi hạt vòng nhá, các thầy nhà chùa là hay có mấy cái mà để chẳng hạn và đúng rồi, cái chẳng hạn đấy, thì cái đấy người ta cũng sử dụng cái từ choan làm lượng từ được nhá. À, đấy thấy chưa nhá. Vậy thì đây mình cái từ choan mình có thể đi với một số những cái danh từ như thế này. À, đọc cho con chẳng hạn, chẳng hạn đấy, vâng, chuỗi chẳng hạn đấy, đúng rồi. À, thầy đọc cho con một số các ví dụ này xem nào. Đầu tiên là gì đấy ạ? Y chuan ráng râu. À, đây dịch là một xiên kiểu như là thịt dê đúng không ạ? Y chuan phú tảo. Phú thao. À, phú thao. Phú thao. À. Phú thao. Một chùm nho. Rồi, một chùm nho. À, y chuan xiang tia. Xiang treo. Xiang treo. Xiang treo thì lại dịch là. Một nải chuối. Rồi, đúng rồi. Hay là. À, y chuan bằng y chuan giao sư. Vâng. Là một chùm chìa khóa. À đấy, một chùm chìa khóa. Như vậy những cái gì mà nó kiểu thành chùm, thành gọi là thành xiên, thành sâu chuỗi như thế thì mình đều sử dụng được từ là chuan nhá. Tiếp theo là chúng có thể cô ấy thấy một một tròn sao thì cô phải chùm sao, tròn sao hay không? À, ý chuan xinh xinh ý hả? Ờ, cũng được, nhưng cũng có thể hiểu như thế cũng được à, nhá, cũng có thể hiểu như thế cũng được. À, ý chuan xinh xinh. Vâng. Đấy, nó cứ kiểu thành chùm đấy, thành chùm như thế thì mình đều dùng là chuan được. Vâng. Ý bây sự nè, à ý bây sự cả cuộc đời. Ý bây. À, ý bây sự. Cái từ này sử dụng như một danh từ thôi, cả đời, cả cuộc đời. Nhưng mà đây là mình phải nhớ nó là ba cái từ này nó là một này. Vâng, à, đúng rồi, ba từ này là một cụm từ, là một cụm. À, ý bây sự. À. Vâng, ba ba ma ma ta giảng duy. Giảng duy. Giảng duy, giảng duy. Vâng. Giảng duy trư ân của chư ý bây chữ chiêu phú chư tao trần mơ cản xiên. Đây. Giảng duy chư ân nghĩa là gì? Giảng ở đây là gì? Nuôi dưỡng đấy. Tức là cái ân đức bằng cái ân đức, bằng cái ân đức, cái ân mà và dưỡng dục của cha mẹ mà nuôi con cái thì tôi thì suốt cả một đời thì không bao giờ có thể quên được cảm ơn họ. Quên. À, ý là tôi không biết cuộc đời này không biết như là thế phải nào, làm thế nào để cảm ơn nhỉ? Được chưa? À, đấy nhá. Và đúng rồi, nó có từ giảng duy tri ân, gọi là cái ân nghĩa mà nuôi dưỡng và giáo dục đúng không? Giảng duy tri ân. Ý bây giờ. Hay là gì? Ví dụ câu số 2 là gì nhỉ? Dẫn chưa bây giờ quay duy tao chủng chủng khuân nán chủng chủng khuân nán hứa chua chín chua chứa. À, chua chứa. Chua chứa, vâng, à. Chua chứa. Chua chứa, quan chen sư giao, dũng cảm, men tuy, ý chia, tâu huy, háo chỉ lái tạ. À. Rấn cho cái sự tức là cuộc đời người đấy, đúng không ạ? À, vâng, cuộc đời người sẽ gặp rất là các cái thứ. Vô vàn những khó khăn và vô vàn. Chua chứa ở đây mình hiểu là cái gì ạ? À. À, thử thách cô. À, đúng rồi, những cái thử thách, những cái gập ghềnh ấy ạ, cái từ chua chứa nghĩa gốc có nghĩa là cái gì đấy nó khúc khuỷu, nó gập ghềnh đấy, thì mình có thể hiểu ở đây là cuộc đời của con người sẽ luôn gặp phải rất nhiều những khó khăn và những cái gọi là gập ghềnh trong cuộc sống và thử thách trong cuộc sống. Điều quan trọng là phải quan trọng là cần phải là dũng cảm đối diện với nó đấy, tất cả đều là sẽ có cái hướng giải quyết. À, đấy, thì chỉ cần chúng ta đối mặt đúng không thì nó tất cả sẽ đều tốt lên được. À, đấy, không à, háo chỉ lái thì có thể là cái hướng giải quyết tốt đấy cô nhỉ, tốt lên tức là tất cả mọi thứ nó sẽ tốt lên nhỉ. À, và tốt lên giải quyết. À. Nông thôn nào, nông thôn này chúng ta học qua cái từ là đúng không, nông thôn đối lập lại chấm sư. Chấm sư thì là sư. À, thành phố thành... À, nông thôn thì nông thôn nhá. Rồi chúng ta có một câu gì đây ạ? À, của chúng xảo à, của chúng xảo chiêu trai nông thôn chẳng ta, số ý hẳn nếu chỉ lúng miếng mấn
Dạ xin cổ. Vâng. Tôi thì từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, thế cho nên rất hiểu được cái gian khổ của cái người nông dân. À, đây đúng rồi, đúng xuân đúng không ạ? Hay là ví dụ câu số 2 nào? À, chưa nẻng cơ khan giang chữ sư chúng lúng chân lái tập phú dưa diêu siêu. Không phải, từ đọc là xú xi, xú xi là kiểu quen đấy ạ. À, quen quen thuộc bằng, tôi cứ chết rồi sao mình quen. Nhiều đã học rồi lại quên từ HFK3 đấy mà sao này xú xi mà giống này tôi đọc diêu siêu có chết cũng. Phu bằng phu xú xi sư bằng sư lây treo thông tao lù. À. Và cái hai từ lông thôn ở đây mình có thể hiểu là hai người đấy, à, mặc dù không có từ rấn mà mình phải hiểu ở đây là tức là trong cái bộ dạng khăn giang sự mà à, nhìn bộ dạng của bộ hai dạng, cái người này mà. Hai cái người này chắc chắn là đến từ à từ là lông từ quê thôn ra đấy, đúng không, mà từ nông thôn ra quê ra đấy. Không có quen thuộc bằng cái giao thông và không có quen thuộc đường xá giao thông ở trong cái thành phố. À đúng rồi, được chưa ạ, nhá. Xú xi rồi, xú nhìn xí. Cái đội kiểu ở quê ra nhìn lớ ngớ chứ không biết ngay. Vâng. Đúng chưa? Đúng chân. À, tiếp theo nào, chúng ta có từ u trự, à u trự bằng với pháng trự nhá. À u trự bằng với pháng trự. Nhà quê ra. Chó à. Cắn nó rách nhà chùa cũng thế. Cô tôi nuôi được những con chó mà lại thầy nuôi được những con chó mà cứ ca con ne ca ma na vát đi giấy đinh nó chẳng sủa gì cả, cổ mấy bà cứ cầm cái nón ra cứ đi men 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 men. Nó sủa tay này thì nó cắn cho này cổ nó cắn cắn cho nó cứ ba rồi đó. U trự và u trự là căn nhà. À, bằng với pháng trự. Pháng trự thì là bằng với pháng trự. À. Nhưng mà thường thì pháng trự nó hay dùng kiểu văn hiện đại hơn, còn u trự thì cảm giác là nhà thì đến nó kiểu cũng kiểu cổ cổ hoặc là nói chung là nó dùng theo kiểu cái lối văn nó xưa hơn. À, nhá. U. Vâng, trong cái tiếng Hán của nó là pháng trự là pháng là phòng đấy. Thế còn đâu u trự là ốc ạ. À. Ốc. Vâng thì là nếu mà trong trong cái tiếng Hán cái ốc thì nó nhỏ hơn phòng nhé cô nhé. Phòng à, ốc đấy. À, đúng rồi đấy. Việt Nam nhà mình thì ghép cả hai câu là một phòng ốc cái rộng lắm đấy. À. Của mân thúng và của mân thúng chu trai ý cưa u trự lý. À pi suy giao xiang 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 xin xiang ai khu xiang bang chu. Đấy. Chúng ta cùng chung sống ở một trong một cái căn nhà thì cần thì phải là tương thân tương yêu thương lẫn nhau đi. À, hỗ rồi. Trợ giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Vâng, hay là ví dụ câu số 2 này. Của trai nào che hái hiểu ý cưa lão u trợ hiểu không sứ choán che tâu huế lái chu chế tở hẳn trinh sung. Đây. Tức là tôi bằng tôi ở quê nhà thì có một cái căn tôi có một cái căn nhà ở quê. À, đấy, đúng có, đấy. Khi mà rảnh thời gian ấy cả gia đình tôi thì về quê ấy, thì là cảm thấy rất là thoải mái. À, đúng rồi. Tiếp theo nào, chúng có động từ toan. À. Toan động từ đất đoạn đây. Vâng. Toan tiếng tiếng Hán của nó là đoạn đấy. Vâng đúng rồi, đoạn đoạn đình đoạn tuyệt gì đấy đấy đúng không? À, mình có thể dịch là cắt cái gì đấy đi, đứt cái gì đấy đi, gãy cái gì đấy đi. Đấy, toan. Trong nhà chùa gọi là đoạn ái từ gia đấy. Đúng rồi đấy. Từ gia đoạn đoạn trừ phiền não. Ở đây chúng ta có từ toan nải. À, trong cái bài này nó xuất hiện một cụm đó là từ toan nải. Có nghĩa là nải ở đây là sữa. À đây mình dịch là cai sữa, tức là cái người mẹ này đang cho con bú và bây giờ toan nải có nghĩa là cắt mất cái nguồn sữa của con đi ạ. Hiểu như thế. Là toan nải mình dịch là cai sữa đúng không? Ừ. Toan nải. Ví dụ câu nào đấy ạ? Ô thì ngoài trừ toan này ngày xưa nó còn có cái gì cắt nước này, cắt điện này. Vâng, nó còn cái... Nhưng mà thường bây giờ không. Nó hay dùng từ khác, nó hay dùng từ thính. Đó, ví dụ như là thính này này, cái từ thính mà mang nghĩa là dừng, ngừng ấy ạ, stop ấy ạ, đỗ. À, đấy, đấy, vâng. Thính ten, vâng, thính nó hay dùng có cái từ là thính ten, thính sủy đấy, đúng chưa? Ngừng điện đấy, cái này kiểu ngừng, bây giờ là cho ngừng điện rồi, ngừng nước. Đấy, có thể dùng từ thính này cũng được. Của tờ chảo hái chữ à, của tờ chảo hái chữ hái mấy toan nải số ý của tri là tâu giao chung chung mắng mắng à, từ chung chung mắng mắng chung chung mắng mắng tạ huế lái à, chung chung mắng mắng nghĩa là gì ạ, như kiểu cứ vội vội vàng vàng ấy ạ. Đấy, mình có cái từ này chung chung mắng mắng chung chung
chung chung máng máng, chung máng, vội vàng, nghĩa gốc của từ này là, tức là từ này gốc của nó chỉ là chung máng thôi, vội vàng, à, vội vàng, gấp gáp làm gì đấy, thì mình dùng theo kiểu là lặp lại tính từ đúng không, chung chung máng máng, vội 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 vàng vàng, đi đâu cũng có vội vội vàng về đấy, được chưa? À, đấy nhá. Vội và bận đấy, vội và bận thì là ghép lại với nhau được vội vội vàng vàng, chung chung máng máng và chung chung máng máng. Tôi thì cái đứa, cái con nhỏ của tôi đấy chưa cai sữa đúng không? Và chưa cai sữa, thế cho nên là tôi đi đâu ấy, cũng đều là vội vội vàng vàng để mà quay về. À, đúng rồi. Đấy. Hoặc là cái từ toan này này, nó còn hay đi với một cái kết cấu như này nữa, đó là vú toan cộng với động từ, biểu thị là không ngừng thực hiện cái gì đấy nữa nhá. À đấy, không dừng, toan nghĩa là đứt gãy đúng không? Nhưng lấy ý là không ngừng thực hiện cái gì, làm một cái việc gì đấy liên tiếp, liên tục. Pú toan. Ví dụ như thế này đấy ạ. Thế thì có thể ghép được này, pú toan chua không? Không ngừng làm có được không? Nhỉ? Được, cũng được, được mà. Vâng, pú toan chua. À. Nhưng mà thường cái từ pú toan nó hay đi với những cái động từ xong âm tiết, hai âm tiết, nó sẽ vần hơn. Đó. Bằng bảy nính, chinh chi, chưa chỉ lén, lái, pú toan, tha chản. À, dẫn miến tạ sân hứa, pú toan, thí cao. À, mấy câu này hiểu là gì ạ? Thế của bây của Bắc, của tỉnh Bắc Ninh ấy, thì mấy năm nay không ngừng là phát triển, thế cái cuộc sống của cái người dân thì được nâng lên cao, rất không ngừng được nâng lên, hoặc là được nâng cao rất nhiều. Vâng, được chưa ạ? Nhá, rồi, ok. Pú toan thí cao, vâng. Hay là gì? Tha pú toan nỗ lực học tập đúng không ạ? À đấy, anh ấy không ngừng nỗ lực học tập này, thì có thể dùng cái từ đấy. Hình như là mỗi lần mà học ví dụ như các cái này là cô, là cô tự soạn đấy, chứ còn đâu những cái câu này à? Xem làm gì cách nào có đâu, thế mà thì tự mạch mò, cứ tự ngồi tự tất cả những cái này đều là do con tự soạn hết nhá, chứ không phải là, hoặc là sẽ làm ví dụ một số những câu là mình sẽ lấy từ trong bài khóa ra đấy, có những cái câu là mình vận dụng luôn trong bài khóa cũng được, nhưng mà đa phần là sẽ là do tự mình sẽ phải triển khai, ví dụ cái từ này nó sẽ có những cái lớp nghĩa nào thì mình sẽ là lấy những cái ví dụ để cho học sinh nó hiểu hết tất cả những cái lớp nghĩa đấy, còn đôi khi là ở trong sách thì nó sẽ chỉ có một lớp nghĩa thôi, chỉ có một lớp nghĩa thôi, nó không có nhiều những lớp nghĩa khác đấy, thì mình là phải triển khai nó ra, chứ còn làm gì có sách nào có đâu ạ. À, nên là mình cần giáo viên là phải soạn bài nó như thế. Thế sao ngọ cô này bỏ thầy tự học? Vẫn tự học được, vẫn học được, nhưng mà anh nghiên cứu được, vẫn tự học được. Được chưa nhá? Rồi, lại chưa có từ toan. Nhưng có giáo viên thì tất nhiên là sẽ vẫn hơn đúng không ạ? Vẫn hơn. Đấy, nhưng mà có những bạn vẫn có khả năng tự học tốt được thì vẫn học được. Không, có một cô không thầy thách mày làm nên chứ không phải đố mày được. Đấy, được chưa? Vâng. Tiếp theo nào, chúng ta có từ ỷ lái. À, ỷ lái. Thường ấy mà đằng trước ỷ lái nó có thể là một cái thời gian này, hoặc có thể là một cái sự kiện nào đấy, à mình hay dịch là kể từ cái gì gì đấy trở lại đây, hay là đến nay đúng không ạ? À nhá, từ một cái mốc thời gian nào đấy đến nay, hay là từ một sự kiện nào đấy đến nay đấy, nên hay dùng cái từ ỷ lái. Bằng minh sứ sở mơ ỷ lái biểu sư chúng cua truy mẫu sứ. Biểu sư chúng cua truy tao chen, tức là biểu thị một cái khoảng thời gian nào đấy từ quá khứ cho đến hiện tại đúng không? Ừ. Ồ, đây cô nhá, biểu sư chúng cua truy mẫu sứ. Mẫu sứ ở đây có nghĩa là gì ạ? Mẫu sứ tức là mẫu đấy, tức là cái thời điểm nào đó. À, đúng rồi, rất tốt. Thời... mẫu ở đây có nghĩa là nào đấy, nả đấy. À, đấy, nả đấy. À. Nên mà dùng kiểu văn cổ đúng không? Ừ, dùng kiểu văn cổ. Không, cái chữ từ chữ mẫu này trong nhà chùa hay dùng lắm ạ. Hay hiểu thôi. Đấy là những người nào mà học Hán nôm, chữ Hán như thầy thì sẽ hiểu cái từ mẫu ấy là cái gì. Nhưng mà hỏi bọn trẻ trẻ là nó sẽ không biết từ mẫu ấy là cái gì luôn. Không biết. Không biết được. Vâng. Đấy, thế nên là tức là thầy có một cái lợi thế, đó là thầy biết cái được cái chữ âm Hán Việt rất là tốt. Thầy rất hiểu về âm Hán Việt. Thế nên là khi dịch là thầy sẽ dịch nghĩa nó sẽ chuẩn hơn. Nhưng mà lại có một cái bất lợi, đó là cứ hay bị đọc ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái âm đọc của thầy. Đấy. Các bạn trẻ thì các bạn đấy lại không hiểu rõ về âm Hán Việt đâu. Nên là các bạn ấy dịch nghĩa rất là chán. Các bạn không biết dịch nghĩa như nào cho nó tốt. Thế nhưng mà tức là các bạn ấy không bị ảnh hưởng bởi cái âm Hán Việt nhiều, thế các bạn ấy đọc lại tốt hơn. Đấy. Nó sẽ cái gì nó sẽ có hai mặt của nó. Nhưng bây giờ thầy đọc đỡ hơn rồi đấy, thầy đọc đỡ hơn rồi đấy. Vâng. Y toàn xí xứ chen ni rú phạm ạ. À, câu số 1 nào, ví dụ đây. À, cải chía. Cải cứa. Cải chía. Cải cứa. Đúng rồi. Cải cứa. Cải cứa. Thì đọc là cải cứa khai phang, cải cách mở cửa. Vâng. Đây là một sự kiện. Cải cứa khai phang ỷ lái. Vâng.
bước khai phang ý lái chung của pha sân là truy ta tợ tiền hoa. Đúng rồi. Tức là sơ vàng. Kể từ sau cải cách mở cửa cho đến nay, đúng không ạ? Cải cách mở cửa cho đến nay thì Trung Quốc phát từ trước đến đây. Nghĩa gốc của nó là gì? Phát sinh cái sự thay đổi cực lớn đúng không? Cái từ truy ta là cực đại đấy, cực đại tức là cực lớn, rất là lớn. Thế nhưng mà mình không dịch thế, mình dịch là gì? Trung Quốc có sự thay đổi gọi là vượt bậc thôi, đúng không ạ? Mình có thể dịch thoát ra nhá. Kể từ sau cải cách mở cửa cho đến nay thì nền kinh tế của Trung Quốc hay là Trung Quốc đã có sự thay đổi rất là vượt bậc hay là sự thay đổi rất là lớn cũng được. Rồi, Tia nào. In sử chẳng nén ý lái, phu mộ hấn xảo lý khai lão ủ. Tức là bởi vì nhiều năm trở lại đây. Đấy, bởi vì nhiều năm trở lại. Cái từ in sử ở đây không phải bởi vì nhá. In way mới là bởi vì, in sử nó lại bằng cái số ỉ cơ ạ. Đấy, cái từ này mình phải để ý này. In sử bằng cái số ỉ. Vì vậy, cái câu này là một câu liên kết, tức là có thể là trước đấy có một câu gì đấy nữa rồi. Nhưng mà đây người ta cắt cái câu này ra thôi. Do đó mà chẳng nén ỉ lái, tức là nhiều năm trở lại đây. Đó, thì làm sao? Phụ nữ xảo lý thai lão ua. Lão ua. Vâng. Bố mẹ là rất ít rời xa cái quê nhà. Đúng rồi, rời xa quê nhà, đúng không? Số 3 nào. Y chữ ỉ lái, ba sứ hậu, ba lính hậu. Chưa cả sư, và chưa cả sư, chưa cả sư. Chưa cả sứ, đâu sứ. Chưa cả sứ, chưa cả sứ. Đâu Hán kiểu lén trinh tợ quay tao. Y chữ ỉ lái. Sau năm, 3 năm trở lại đây. 10, thì cái từ này đều có hương vị của tuổi trẻ. Tức là cái cụm từ gọi là thế hệ 8X. Cái chỗ này mình phải dịch như này này. Kể từ đó trở lại đây, y chữ ỉ lái, tức hay là từ bao năm qua trở lại đây, thì cái từ mà thế hệ 8X này đều tức là hàm ý một cái, tức là mang một cái màu sắc gì đấy rất là trẻ trung. Đấy, ý là như thế. Cái câu này thì tức là mình phải hiểu về cái văn cảnh thôi. Mà đúng đấy cô, cho kể cả đất nước Việt Nam mình bây giờ, cái thế hệ mà đóng góp nhiều nhất cho đất nước và có lợi ích nhất và có năng lượng để mà phục vụ đất nước nhiều nhất là thế hệ 8X đấy. Chứ còn đâu là 7X thì nó lại hơi 7 và 8 thôi. Còn 9 thì các em, các cháu nó chưa khẳng định được mình. Còn 6 thì già rồi, muộn rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ cái lực lượng gần như là lao động chính và thành công hiện tại giai đoạn này thì chính là thế hệ 75 đến cuối 7X và tầm thế hệ 8X. Thế còn 9X thì mới đang gọi là bắt đầu vào quá trình gọi là trưởng thành. Còn các cháu 2000 thì đang mới lớn, chưa làm gì được. Chứ còn tự dưng mình lại dịch rằng là tự dưng mà mình lại dịch là mà mình không hiểu cái ngữ nghĩa của nó thì tự dưng mình nhảy bỏ ra là cái chữ sau năm 80 thì có hương vị của tuổi trẻ thì khó hiểu lắm. Vâng, nói chung là nó sẽ đặt trong ngữ cảnh. Đây là sẽ là đặt trong ngữ cảnh. Vâng. Tiếp theo nào, chúng ta có từ lão lao. Lão lao, bà ngoại ạ. Lão lao, bà ngoại, bà. Còn bà nội là dế dê hả cô? Không, bà nội là nải nai. Nải nai, vâng. Dế dê là ông nội, dế dê là ông nội. Vâng, dế dê là ông nội. Thế còn ông ngoại thì có thể đọc là ngoại cung. Vâng, ngoại cung. Ngoại cung. Công là ông đấy. Ngoài cung nhá, ông nội và ông ngoại. Chiêu chiêu, đây là chiêu chiêu. Cậu, cho luôn này, cho luôn một số từ ở trong sách luôn. Nó một số những cái từ liên quan đến các quan hệ trong gia đình ấy ạ. Chiêu chiêu là cậu. Đấy, cậu thì ở Trung Quốc kể cả là anh của mẹ hay là em của mẹ đều gọi là chiêu chiêu, đều gọi là cậu hết. Nhưng người ta sẽ gọi là ta chiêu nhá, ta chiêu. Thường là anh của mẹ thì hay gọi là các ta chiêu. Tức là cao kiểu như là bác lớn ấy, cậu lớn ấy. Đấy. Thế còn ví dụ như ông chiêu đúng không, là cậu thứ hai, hay là san chiêu cậu thứ ba, kiểu như thế, nó sẽ gọi theo thứ tự như vậy. Thằng chiêu chiêu là chữ cậu đấy. Trong cái như của các thầy hay viết cốt bát gương là có chữ chiêu chiêu này này. Bà cô mãnh này. Bà cô là cô đây, đúng mà bà cô đây. Đấy, thì cũng có ta cu là cô lớn, cô cả. Cô hai đúng không? San cu là cô ba, ví dụ như thế. Đấy, nếu mà trong nhà có nhiều cô, nó sẽ gọi kiểu như vậy. Nhưng mà thế thì có cô út là xẻo cu, cu không cô? Được, xẻo cu cu đúng không ạ? Và nhá, đấy, xẻo cu cu, cô út. Xẻo cu. Đấy, su su thì là chú ạ. Ừ, thấy chưa ạ? Su su. Thúc thúc đấy. Vâng, thế còn bác thì là bá thì là búa cua. Cái từ này, mình có thể gọi là búa cua. Búa cua. Ta búa, đúng bác cả đấy là ta búa. Của bác hai, ví dụ như thế này. Nhá, như vậy là ngoại cung này, ông ngoại, chiêu chiêu cậu này, cu cu là cô,
Su su là chú, thúc thúc đúng không ạ? Bố bố này là bác, bá đấy, được chưa? Đấy nhé. Thì đấy là một số những cái mối quan hệ trong gia đình thôi. Hoặc là ta ý đúng không ạ? Ý thì là gì? Ý thì này ai ý. Vâng. Hoặc cả ai ý đấy, hay gọi là các ai ý, xảo ý đấy, xảo ý thì là kiểu gì út đấy. Đấy. Đấy, thì đấy là một số những cái mối quan hệ trong gia đình nhá. Tiếp theo nào, chúng ta có từ chen chuế ạ. À, chen chuế. Kiên quyết hoặc là cương quyết. Kiên quyết, cương quyết. À. Còn mình đã học từ chuế xin, quyết tâm ấy nhỉ. Vâng, quyết tâm này. À. Chen chuế. Chen chuế. Kiên quyết. À, chen chuế. Ví dụ câu này. Thường sẽ là kiên quyết thực hiện cái gì đúng không? Vâng, của ba ma chen chuế phản tuy của truy trung của liễu xuế tả sư của chân phú chư tao cai chẩn mơ xua phu tha mân xu phú, từ đó là xu phú là kiểu thuyết phục đấy, ở phán biệt đấy mà xu phú đấy là phú, phú phú trong phú u duyên đấy mà à. Phú vâng, phú tha mân, bố mẹ tôi thì kiên quyết là phản đối tôi đi cái việc mà tôi đi giả du học ở Trung Quốc. Tôi thật là không biết thì lên nói thuyết phục họ như thế nào nữa. Đúng rồi, được chưa? Ta làm sao nữa? Mà hằng tua ba bà ma mà tôi phản tuy chứ chỉ là ở sự khởi nghĩa ở Trung Quốc liếu chế, không hiểu sao mà tại sao họ lại có một cái tư duy nó rất là lệch lạc như thế ạ. Rất là nhiều người cũng muốn cho con mình đi du học ở Trung Quốc, họ cũng nghĩ là kiểu bởi vì là cái tư tưởng của họ là cứ hay có mấy cái tiêu cực ấy ạ, thế xong họ cứ tự dưng họ cứ đánh đồng cả một cái thế hệ cả một cái đất nước như thế, không phải. Ở Trung Quốc xịn là cô ơi, cách đây gần 2 năm thầy mua cầu. Chúng ta đi học là học những cái tinh hoa chứ đâu phải đến để học những cái xấu xa đâu. Tại sao họ lại có những cái tư tưởng rất là lệch lạc như vậy? Cô ơi, ngày xưa cách học Trung Quốc cơ chứ không phải là chỉ có Việt Nam chúng ta đúng không? À. Người tư tưởng người lắm ạ. À, rồi. Những người mà có những tưởng như thế thì thôi mình họ sẽ không thể phát triển được. Cái tóm lại như thế. Tiếp số 2 nào. Của cần tha xua cua hảo chỉ sư là tha hái sư chen chuế và chen chuế trao chư chỉ an trao và chen chuế an trao chư chỉ khan phả lái chua. Tôi và anh ấy nói qua mấy cái lần rồi, thế nhưng mà anh ấy vẫn là kiên quyết mà sắp xếp theo cái phương pháp của anh ấy, gọi là làm theo cái gọi là cái làm theo cái cách ngữ của anh. Làm theo cái em nào, chúng ta có từ tả cung. Tả cung nhé, tả cung thì mình hay dịch là kiểu làm thêm ấy, đi làm thêm. Tả cung nó có bao giờ nó có đồng, nó có hơi hướng với cha ban không cô, là tăng ca? Cái từ cha ban thì là theo kiểu là làm ngoài giờ, làm thêm giờ ấy, còn cái này là theo kiểu là mình làm nó có thể một dạng part time nhé, người ta cũng có thể gọi là tả cung được này. Đấy, nó không hẳn là làm thêm giờ đâu ạ, nó cũng có thể là một công việc chính của mình, nó là một công việc chính của mình, nhưng có thể nó không phải là toàn bộ thời gian, nó có thể chỉ là ví dụ con đang đi học nhé và con đi tả cung. Đấy, con đi học và con đi tả cung thì tức là con đi làm thêm ở các cái quán ăn thì nó gọi là tả cung. Nhưng mà ví dụ cha pa nó là kiểu như này, mình là nhân viên chính thức, lẽ ra mình phải làm từ 5 8 giờ đến 5 giờ, nhưng hôm nay mình phải làm đúng giờ thì cái đấy mới gọi là cha pa. Đấy, hai cái từ nó khác nhau như thế, nó kiểu là như thế, nó khác nhau như vậy. Tả cung đôi khi tiếng Anh nó hay dịch là kiểu làm bắt tham, làm bán thời gian. Đấy. Rồi, câu này đấy. Sen chai nén, sen chai nén trinh dẫn. Làm thuê cho người ta. Sen chai nén trinh dẫn, đâu chi quay ti, tả cung. Liếu trợ lão rấn hứa, hái trự mân, trai lúng chuân. À, thời bây giờ thì người trẻ thì đều đi đến ra cái địa phương ở bên ngoài để mà làm thêm, để lại cái người già và con nhỏ ở sống ở tại nông thôn. Câu số 2 ạ. Vâng. Trai ở lính tua lén tợ lũ ly xe. Ở xứ tua nén 20 năm. Vâng, ở xứ bạc, đúng rồi. Trai ơ sứ tua lén tạ lũ ly xe của mân trung đúy dung tả cung chân lái bằng chân lái tạ chén
trai chữ huyện đây này. Vàng sen nỉ. Vàng trai sen nỉ mãi là y thao. Vàng y thao chim vàng y thao chim tháng chữ. Vàng dưới cái sự nỗ lực trong hơn 20 năm thì chúng tôi cuối cùng cũng bằng cái việc mà chúng tôi cuối cùng đã dùng cái tiền mà dùng cái tiền mà khi mà làm thêm ấy và làm thêm được thì mua một cái căn nhà ở một cái huyện. Rồi mua được một căn nhà mới ở trong huyện đúng không? Đấy, y đoạt cũng là thao là đoạt ấy, là đoạt được mua được ấy. Và thế thì thao ở đây nó có bao thế thì được à? Thao ở đây nó là lượng từ của từ kháng dự, nó sẽ bằng với từ cưa thôi ạ, chứ không phải được hay cái gì đâu ạ. Mà là y thao dự mà thao nó là lượng. Vâng. À. Thế mà cái tiếng Hán của nó là chữ đoạt ấy à? Bộ, cái từ thao nó nghĩa là bộ nữa. Vâng. Rồi, tiếp theo nào, chúng có từ trang siêu. Động từ trang siêu đây là cái gì ạ? Như kiểu là mình trang trí này, sửa lại kiểu lắp đặt nội thất trang trí ở trong nhà ấy ạ. Đấy, thì cái bước đấy gọi là trang siêu. Ví dụ mình xây cái phần thô lên đúng không, mình tráp chiếc cái thứ xong hết rồi và bắt đầu mình đưa đi sau cái phần đấy mình sẽ gọi là cái phần đấy sẽ gọi là phần trang siêu đấy ạ. Trang siêu bố trí lắp đặt nội thất hay là trang trí những cái thiết bị, những cái các thứ ở trong nhà đấy, thì cái khâu đấy người ta gọi là khâu trang siêu nhé. Cái mà trang siêu, chữ siêu đứng độc lập thì của nó có nghĩa là sửa chữa. Sửa chữa đấy siêu à. Mà trang đấy là trong từ siêu là trang trí đấy, trang trí và sửa chữa nó đấy, gọi là trang siêu à. Chưa cả u chữ lý trang siêu tờ phây tráng hảo khan của phây tráng chỉ hoan cái trong cái phòng cái phòng này, trong cái phòng này thì trang trí nhìn thì cảm thấy rất là đẹp, tôi rất là thích nó. Trang siêu đúng không? Trang siêu. Hoặc là mua chung cư là thường mình sẽ chỉ mua cái phần thô thôi, tức là người ta sẽ chỉ xây phòng lên thôi và sau đó là cái phần còn lại là mình lắp đặt bếp này, tủ này, kê đệm các thứ đấy, cái phần đấy nó sẽ gọi là phần trang siêu, được chưa ạ? Nhá, mình hiểu cái giai đoạn đấy sẽ gọi là giai đoạn trang siêu như thế. Trang tu và trang tu. Trang siêu. Từ pu tứa lẻo, pu tứa lẻo cực kỳ hoặc là vô cùng, đây cũng là một cái cách mà biểu thị cái mức độ rất rất cao này của tính từ, và thường mình sẽ hay dùng kết cấu đó là tính từ cộng với tọ pu tứa lẻo nhé. Tính từ này cộng với tọ pu tứa lẻo bằng với tính từ cộng với chí lơ đấy ạ, thể hiện là mức độ cực 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 kỳ cao của tính từ. Thế thì chúng ta đã học được là cần đây từ này hẳn này phải không cô? Hai phải không? Hai phây tráng này, thưa bía hẳn này thưa pía này, ni hai này, pu tứ lẻo và nhiều lắm ạ, rất rất nhiều. Thật ra tiếng Việt mình có rất là nhiều từ để biểu thị cái cấp độ mà đúng không ạ nhá. Ví dụ câu này mà cái của nó rất khoát là nó phải đứng đằng sau tính tỉ tính từ của vâng đúng rồi, nó sẽ cái kết cấu là tính từ cộng với tọ pu tứ lẻo. Vâng, phán chữ trang siêu choang siêu phán chữ choang siêu quán và quán phụ mẫu ti y sư chim xin tháng chim xin tháng sứ cao sinh tạ pu tứ lẻo tức là khi mà cái gian phòng mà trang trí xong ấy, thì cái phòng mà trang trí xong lần đầu tiên thì bố mẹ bước vào, khi mà lần đầu tiên bố mẹ bước vào thì vô cùng là sung sướng. Theo nào chúng ta cùng chơi chơi say đấy ạ, thường cái này hay nói để say rượu đúng không ạ, khưa chơi đấy, chơi chiều chơi chiều đấy ạ. À. Hình như bia là khí chiều của mình. Dạ vâng, bia là khí chiều ạ. Chơi thế thì nói là say bia cô đồng cô chơi thậm chí là chơi ai chín đấy, nó cũng có thể biểu đạt những điều say đình đấy đúng không ạ. Đấy nhá, tha gì đây, tha hưa chơi là số gì, tha xua tạ húa tạ hoa tạ hoa số gì, tha xua tạ hoa nỉ bía phang chai xin sang anh đã uống say rồi thì cho nên là
cái lời của anh ấy nói, có lời của anh ấy nói thì bạn đừng có bận lòng, bạn bạn cũng đừng có để tâm đấy. Và đừng có bận tâm, đừng có để ở trong lòng đấy, đúng rồi đấy. Chơi người say nhưng mà say thì hay nói thật. Nói thật. là say người ta nói là thật đấy, bao nhiêu là sổ hết ra. Tráng lìa, tráng lìa, tráng lìa, tráng bằng tráng lìa, tráng chứ không đọc được là tráng à cô? Tráng bằng tráng, tráng lìa. Thường tráng lìa nó cũng sẽ hay dùng một kết cấu là tráng lìa, xong đằng sau cộng một cái động từ nào đấy biểu thị là chúng ta cố gắng hết sức để làm một cái việc gì, đúng không? Đấy. Mạnh mẽ để làm một cái việc gì đấy. Cái thằng này nó phải dùng trong ngữ cảnh nó mới dịch nó mới chính xác được. Ví dụ như câu này đây này. Vâng. Của hứa chị chữ chán nia tợ nếu phu mũ trai xin tháng chú ý gì à ti ơ thiên trai huấy à khở khở tha mân dâng rán chèn chuế chèn chèn bằng chèn chèn chuế chèn chuế chua sang là chơi hâu ý thang huấy là kia tợ chưa tôi và vợ tôi thì cố gắng hết sức để mà giữ cha mẹ ở lại trong cái phòng cái nhà mới một đêm thì ngày hôm sau thì mới quay trở về. Thế nhưng mà họ thì dứt khoát là lên xe cái chuyến cuối cùng để mà quay trở về nhà. Đúng rồi, được chưa? Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ sủa, sủa. Cái sủa này vừa là động từ vừa là danh từ được này. Động từ thì là khóa, thế còn danh từ thì là cái khóa ạ. Vâng. Ví dụ như là mình xem thế mình xem các cái cầu người ta hay có cái khóa tình yêu đấy thì có phải là sổ ai chính có đồng không? Cái khóa tình yêu ấy để mà ví dụ mình xem ở Pháp hoặc là bây giờ ở Đà Nẵng người ta hay nó chúng nó hay mua cái khóa đấy xong là được. Chúng khóa vào xong chúng bất kỳ trường hợp là mình dùng từ đấy cũng được, nhưng có thể là nếu như những ai mà người ta không hiểu thì mình phải giải thích thì người ta sẽ biết được, đúng không? Đấy nhá. À. Tình yêu. Vâng. À, cái này là mấn sủa con so sánh thôi. Mấn sủa. Mấn sủa thì là cái khóa cửa, thế còn sủa mấn thì lại là gì? Động từ khóa cửa nhé. Vâng. À. Thế thì chỉ cần đảo. Đúng cái rồi. Khóa cửa. À, mấn sủa là cái khóa cửa là danh từ, sủa mấn là hành động khóa cái cửa đấy lại. Đấy. À. Ví dụ nào? Không được dùng tả trong đây được không? Cái gì có ạ? Được dùng tả không được dùng tả trong đây được không? Tả ấy ạ, tả cái gì? À, tả sủa mấn đấy. Đến tả thì lại thành được. Cái là mang nghĩa là gì rồi? Mở khóa. Nhưng mà tự dưng thầy dùng tả đây để làm gì ạ? Nghĩa là gì? Tức là ví dụ như khóa cửa nhá, thế thì nhưng mà khóa cửa ở đây thì người ta không cần dùng một cái danh từ nào để mà nó thực hiện cái hành động đấy, mà chỉ cần dùng sủa mấn thì người ta hiểu đấy là khóa cửa rồi đấy. Ở ví dụ như là ý của thầy nói này nhá, ví dụ sai là con đi khóa cửa đi, thế ví dụ như là mình có thể đơn giản giống như quan mấn ấy ạ. Quan mấn là mình con đi đóng cửa đi, đúng không ạ? À thì chứ quan mấn ba. Còn nếu không thầy có thể sử dụng câu chữ tả chứ không dùng tả nhá. Tả ấy ạ, thầy có nhớ câu chữ không, tả thầy... Ông thầy đang hỏi là bả cơ mà. Bả đấy, vâng. À chữ tả đây gì ạ? Được, tả thì được. Ví dụ nói là gì? Nhi truy bả mấn sủa sang, nó giống như kiểu nhi truy bả mấn quan sang ấy ạ, thì được. Đấy nhá, được. Dùng theo kết cấu câu chữ tả được ạ. Bả mấn sủa sang, bả mấn sủa sang là khóa cửa lại. Còn cái chữ tả là tài gãy thì nó phải là đánh hoặc là nó là cái gì đấy cơ, không phải chữ bả cơ. Đấy chữ tả là không phải ạ. Vâng. Vâng vâng, không phải nhá. À, không dùng chữ tả ở đây, cứ dùng chữ tả thôi, câu chữ tả thôi ạ. Vâng. Chưa cờ mấn sủa hoài là mấn sủa hoài là của phụ lớn sủa mấn cái vâng cái khóa này cái khóa cửa này hỏng rồi đấy, cho nên không chúng tôi không vào được cửa. À, tôi không thể tôi không thể khóa cửa được. À, đấy được chưa nhá. Vâng. Còn thầy có thể sử dụng câu chữ tả được giống như quan mấn ấy, tả mấn sủa sang. Rồi tiếp theo nào, câu thứ hai là gì ạ? Vâng. Y toàn sứ chèn hâu của hứa chi chữ giao chuẩn bay truy hoài ti tả cùng xin pháng chữ lớn bằng xin pháng chữ lớn
sang sủa khung trời. Cô này hiểu là gì? Cái thời gian sau ấy thì tôi và thời gian thì tôi và sau một gian tôi và vợ tôi lại chuẩn bị để đi làm thêm ở cái địa phương ngoài cái căn phòng mới cái nhà mới ấy, chỉ có thể rằng là khóa cửa bỏ không thôi. Đúng rồi nhá, và tức là khóa cửa và bỏ không thôi đấy, thì gọi là sang sủa khung trợ, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nào, chúng có chữ lín ạ. Lín là một cái từ cũng rất là nhiều nghĩa này, đa nghĩa lín. Đấy. Nghĩa thứ nhất của lín là cái gì đây? Chúng ta sẽ xem. Nghĩa thứ nhất, lín ở đây là tung xứ, động từ này, bèo sư khao chim. Khao chim, quay trợ đi rồi. Sự gọi là gì? Liền kề đúng không? Hay là gọi là đối diện với đấy. À, liền kề hoặc là đối diện với. Vậy mình có những cái câu số 1 là gì đây? Để đọc câu này và dịch xem là lúc này lín nên dịch là cái gì nhá? Khao chim ở đây thì có thể là tiếp cận, có đồng không? Gần kề. Chỗ này dịch là gần kề ạ, chứ không dịch âm Hán Việt thì nó là thế, nhưng mình dịch tiếp cận nó lại mang nghĩa khác mất rồi. Ở đây có nghĩa là gần kề với cái gì, gần với cái gì. Vâng vâng vâng. Wo xiang mai yi tao wang wo xiang mai yi tao bu lin chia ta phang chữ chưa ra cú huy thai thai chảo. Tôi muốn mua một cái căn nhà thì không có gần đường quá, không có gần đường quá, gần thì gần như là không, rất là ít tiếng ồn. Như thế thì không nó có tiếng ồn, không bị ồn, đúng rồi. Và số 2 là lín trang, đúng không? Lín trang gần sông, gần suối đây, gần sông đây, lín trang đây. Lín trang xin siêu bằng lín trang và lín trang xin siêu là y theo lù quản phan hâu hận tua rấn tâu chi na san pu, tức là bằng cái gần với sông, bằng gần cái con sông ấy, thì mới có làm một cái con đường. Sau mà cái buổi tối thì rất nhiều người đều là đi tản bộ, đều là đi bộ ở cái chỗ này. Đúng rồi, được chưa ạ? Đấy, thế đây là lín thứ nhất nhá, mang nghĩa là gần kề với cái gì, đúng không? Thế lín thứ hai nó nói là gì đấy ạ? Khởi ý chua chia xứ làm giới từ biểu thị là gì đây? Biểu sư khoai tao mẩu y xính quấy pha sân đợi sứ chen, tức là gì? Biểu thị là sắp, lúc này mang nghĩa là sắp một cái hành động nào đấy nó sắp diễn ra, sắp diễn ra nhá. À, đấy, lín này biểu thị về mặt thời gian là một cái hành động gì đấy sắp xảy ra hoặc là sắp diễn ra. Ví dụ câu số 3. Đây, để thầy xem xong này. Lín này, lín dĩa khứ ý chua chia sứ, chia sứ lín, giấm mơ sứ hua trở chén, biểu sư chuế vẳng. Khoai chế tao, đây là biểu sư khoai tao mẩu y xính quấy, khoai mổ y xính quấy pha sân tợ sứ chen như rũ bằng chưa sư của lính lý khai bảy trinh tợ sứ hâu mãi tợ. Vậy lính nghĩa là gì? Cái này là khi tôi sắp rời Bắc Kinh mà mua đấy. Và như vậy lúc này là biểu thị là một cái hành động đấy sắp xảy ra, đúng không? Có nghĩa là sắp rời khỏi Bắc Kinh. À, đây là cái mà tôi mua khi mà tôi sắp rời khỏi Bắc Kinh. Đấy, câu số 4 thì là gì nhỉ? Lín chậu la thiên thu xin chúng lão che cản lái sung của mân. Vâng. Vào cái ngày mà tôi sắp ngày hôm vâng ngày cái ngày hôm đó đấy, cái ngày hôm đó sắp cái ngày hôm đó chứ tôi nhỉ? Tôi sắp đi hôm đó thì bố tôi làm sao lão cha cản sắp mân. Sắp đi đêm đó thì bố tôi vội vàng. Đấy, vội vàng lên tiễn chúng tôi, vội vã lên tiễn. Đúng rồi, vội vàng từ quê lên để tiễn chúng tôi, đúng không? Đấy, thì đấy là từ vội vàng từ quê lên tiễn chúng tôi. Đó, được chưa? Tiếp theo nào? Treo. Lặng lẽ. Tính từ. Treo. Vì kết cấu là treo cộng với một động từ nó biểu thị là chúng ta thực hiện